Thưa quý vị, có một thực tế hiện nay là trước tác động của việc tăng giá điện đang bắt đầu có xu hướng lựa chọn nguồn năng lượng tự sản tự tiêu, đó là điện mặt trời. Cụ thể là một số doanh nghiệp và hộ gia đình đã chọn lắp các tấm quang năng trên mái nhà, người dân thường gọi là pin năng lượng mặt trời, để tự dùng. Mời quý khán giả cùng tìm hiểu xu hướng này qua phóng sự sau. Hộ anh Đồng Đông Giang ở phường An Cư, quận Ninh Kiều, mỗi tháng trả gần 5 triệu đồng tiền điện. Nhà anh Giang có 5 căn phòng trọ cho thuê và có gắn máy lạnh ở các phòng. Mới đây anh đầu tư khoảng 70 triệu đồng để lắp 5 kWh pin năng lượng mặt trời trên mái nhà, sử dụng song song với điện lưới. Điện thì tăng giá liên tục, mà nhà thì là sử dụng điện nhiều. Rồi với phần thêm bây giờ là thiết bị của điện mặt trời nó đang giảm, nó đang coi như là nó ưu đãi cho khách hàng sử dụng nhiều đó, nên là thấy thôi lắp trong điều kiện này thì nó tiện hơn, nên là lắp để cho giảm bớt tải điện thôi. 5 tháng trước, cơ sở kinh doanh ắc quy này cũng lắp 5 kWh pin năng lượng mặt trời trên mái nhà để sử dụng. Theo chia sẻ của chủ cơ sở kinh doanh, việc lắp thêm điện mặt trời đã giúp giảm đáng kể qua đơn tiền điện phải trả mỗi tháng. Doanh nghiệp của tôi là sử dụng điện vào ban ngày rất là nhiều. Và cái thứ hai là tôi cũng có tìm hiểu thì năng lượng mặt trời hiện tại là cái giá thành nó đã giảm rất là nhiều so với trước đây. Và cái thứ ba là hiện tại là giá điện rất là cao, nên mình lắp năng lượng mặt trời để nó giảm thiểu được cái chi phí. Và hiện tại là mỗi tháng tôi giảm được đâu đó tầm khoảng trung bình 1 triệu rưỡi một tháng so với trước đây chưa lắp năng lượng mặt trời. Mặc dù chính sách mua bán điện mặt trời mái nhà đã dừng, nhưng theo ghi nhận, thời gian gần đây thường xuyên diễn ra hoạt động lắp đặt điện năng lượng mặt trời ở quy mô hộ gia đình để sử dụng. Hiện tại những cái đối tượng mà lắp điện năng lượng mặt trời thường thường là hộ gia đình với những xí nghiệp vừa và nhỏ. Cái công sức mà những cái khách hàng cần lắp thì nó cũng tầm khoảng từ 5 kg đến khoảng 20 kg là tự dùng. Cái giá thành hiện tại thì nó cũng là tầm khoảng là từ 10 tới 13 triệu một ký. Theo nhận định, trong bối cảnh giá điện liên tục điều chỉnh tăng, thì việc tự lắp điện mặt trời như một khoản đầu tư dài hạn, nhất là trong những tháng nắng nóng, việc sử dụng điện năng lượng mặt trời đang được cho là giải pháp thiết thực